vàng chạm đỉnh lịch sử, nhà đầu tư hưởng lợi từ lạm phát và đồng đô la Mỹ suy yếu. Vàng đã có một hành trình đáng chú ý trong năm nay, vượt qua kỳ vọng và đạt được các mốc giá mới. Các nhà đầu tư đã chuyển sang nơi trú ẩn an toàn truyền thống này để phòng ngừa lạm phát, qua đó đẩy giá lên mức cao mới. Cụ thể, theo FTSE, giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục mới cao nhất mọi thời đại trong phiên giao dịch 24 tháng 9 tại Mỹ. Điều này, cùng với sự sụt giảm trong lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và sự suy yếu của đồng bạc xanh, đã thúc đẩy sự tăng giá của kim loại không mang lại lợi suất này. Tỷ giá của vàng so với đô la Mỹ giao dịch ở mức 2.662 đô la Mỹ sau khi đạt mức 2.664 đô la Mỹ. Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ suy giảm vào tháng 9, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2021 do lo ngại ngày càng tăng về thị trường lao động và triển vọng kinh tế nói chung. Sau dữ liệu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm nhẹ với trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đạt lợi suất 3,73%, giảm 2 điểm cơ bản. Cùng lúc đó, chỉ số đô la Mỹ DXY, đo lường hiệu suất của đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ, đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 ngày là 100,48, giảm hơn 0,42%. Trong khi đó, Thống đốc Fed Michel Bowman, nhân vật có tiếng là diều hâu, đã tuyên bố rằng rủi ro lạm phát vẫn còn đáng kể, thể hiện sự ưu tiên đối với tốc độ cắt giảm có chừng mực để ngăn ngừa rủi ro lạm phát tái phát. Các nhà quan sát thị trường cũng gần như chắc chắn rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% tại cuộc họp vào tháng 11, trong khi tỷ lệ cược cho việc cắt giảm 50 điểm cơ bản là 56,2%, theo công cụ FedWatch của CME. Trong diễn biến liên quan, chỉ số XAU trên USD có xu hướng tăng, dù đợt tăng giá có vẻ như đã kéo dài quá mức, với các nhà giao dịch nhắm đến con số 2.700 đô la Mỹ một ounce. Động lực ủng hộ người mua mặc dù chỉ số sức mạnh tương đối RSI đã chuyển sang trạng thái mua quá mức. Do đó, người mua nên cảnh giác rằng có thể sẽ có sự thoái lui, FX dẫn nhận định của giới chuyên gia cho biết. Nếu chỉ số XAU trên USD kéo dài đợt tăng giá, các nhà giao dịch có thể kiểm tra mức 2.675 đô la Mỹ, tiếp theo là 2.700 đô la Mỹ. Tiếp theo sẽ là mức 2.750 đô la Mỹ và 2.800 đô la Mỹ. Ngay cả khi nền kinh tế thay đổi, cơn sốt vàng vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Những thay đổi gần đây, chẳng hạn như lạm phát hạ nhiệt và khả năng cắt giảm lãi suất, có thể thúc đẩy giá trị của kim loại quý này trong những tháng tới. Giá vàng sẽ tăng cao đến mức nào vào tháng 10 này? Các chuyên gia thường lạc quan về vàng trong tháng 10, nhưng các dự đoán về giá cụ thể vẫn khác nhau. Với giá vàng đã giao dịch trên 2.500 đô la Mỹ một ounce, câu hỏi đặt ra là liệu giá vàng sẽ tiếp tục tăng hay ổn định. Kenny Zhu, nhà phân tích nghiên cứu thu nhập tại Global XF, nêu bật phạm vi dự báo rộng. Ông cho biết, chúng tôi đã thấy dự đoán tăng giá từ 2.600 đến 3.000 đô la Mỹ một ounce, trong khi ước tính giảm giá xuống mức thấp nhất là 2.000 đô la Mỹ trong trung hạn. Sự chênh lệch này nhấn mạnh các yếu tố phức tạp ảnh hưởng đến giá vàng. Alex Efkarian, giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập của công ty kinh doanh kim loại quý Allegiance Gold, có quan điểm lạc quan. Ông tin rằng giá vàng có thể tăng lên 2.600 đô la Mỹ, đặc biệt là nếu lãi suất giảm. Ông giải thích rằng khi lãi suất thấp hơn, vàng có xu hướng trở nên được ưu tiên hơn trái phiếu. Các yếu tố ảnh hưởng đến dự báo giá vàng, theo giới chuyên gia có thể là sự kết hợp của các yếu tố kinh tế, chính trị và toàn cầu. Thứ nhất là địa chính trị, các cuộc xung đột đang diễn ra và căng thẳng toàn cầu làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Tiếp theo là lạm phát và chính sách tiền tệ, vàng đóng vai trò là hàng rào chống lạm phát, với giá trị của nó chịu ảnh hưởng của Fed. Bên cạnh đó là sức mạnh của đô la Mỹ, việc đồng bạc xanh suy yếu khiến vàng hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra còn có hoạt động của ngân hàng trung ương, các ngân hàng quốc gia mua vàng quy mô lớn, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi, tạo ra nhu cầu. Cùng với đó là rủi ro thị trường việc làm và suy thoái, sự bất ổn kinh tế có thể thúc đẩy các nhà đầu tư hướng đến các tài sản thay thế như vàng. Giá vàng tăng có thể là dấu hiệu của một nền kinh tế đang gặp khó khăn. Mặt khác, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới có thể dẫn đến những thay đổi chính sách ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Các yếu tố này tương tác theo những cách phức tạp, tạo ra một môi trường năng động cho giá vàng. Bên cạnh đó, thị trường đã phần lớn điều chỉnh theo những biến động kinh tế gần đây, có khả năng tạo tiền đề cho vàng tăng giá vào tháng 10. Fed thúc đẩy chính sách tiền tệ, các đồng tiền châu Á bứt phá. Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, quyết định giảm mạnh lãi suất ở mức 0,5%, phần lớn các đồng tiền châu Á đều ghi nhận mức tăng kỷ lục trong tuần trước. Đồng bạc Thái Lan có tuần tăng giá thứ 9 liên tiếp và là chuỗi dài nhất kể từ tháng 6 năm 2020. Đồng Ringgit của Malaysia,
đồng tiền hoạt động tốt nhất của châu Á trong năm nay, đạt mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Đồng nhân dân tệ Trung Quốc cũng tăng vọt lên mức cao nhất trong 16 tháng so với đồng đô la Mỹ dù Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thông báo giữ nguyên lãi suất hôm 20 tháng 9. Giới phân tích giữ quan điểm lạc quan về triển vọng phục hồi của các đồng tiền ở khu vực châu Á. Dù giảm nhẹ một số đặt cược giá lên vào các đồng tiền này, theo kết quả một cuộc khảo sát mới nhất của hãng tin Reuters. Động thái giảm mạnh lãi suất của Fed trong tuần vừa rồi đã giúp cải thiện sức hấp dẫn của các tài sản có độ rủi ro cao hơn, đồng thời rút ngắn chênh lệch lãi suất giữa Mỹ với châu Á. Theo Reuters, các đặt cược giá lên đang có vị thế lớn nhất ở đồng ringgit của Malaysia và bạt Thái Lan. Trong đó, mức đặt cược vào đồng bạt đang ở mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2023, một phần nhờ các yếu tố kinh tế vĩ mô tích cực và nền chính trị đang đi vào ổn định ở nước này. Trong ngày 23 tháng 9, đồng bạt Thái Lan được giao dịch với tỷ lệ 32,8 bạt ăn 1 đô la Mỹ, mức cao nhất trong hơn 19 tháng. Đồng nội tệ Thái Lan hiện đã phục hồi tới 13% so với đồng bạc xanh sau khi chạm mức thấp nhất 37,17 bạt 1 đô la Mỹ vào tháng 4. Trong những tuần gần đây, kỳ vọng Fed hạ lãi suất đã gây áp lực mất giá lên đồng đô la Mỹ, mở ra dư địa phục hồi và gia tăng sức hấp dẫn cho đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi. Hầu hết các đồng tiền ở khu vực châu Á đã tăng mạnh so với đô la Mỹ trong tháng 8 và xu hướng này duy trì trong những tuần đầu của tháng 9. Chúng tôi không loại trừ một đợt suy yếu tiếp theo của đồng đô la Mỹ trong những tuần tới, và sức ép giảm giá của đô la Mỹ so với các đồng tiền ở châu Á nói chung sẽ được duy trì, các nhà phân tích của ngân hàng Barclays nhận định với Reuters. Chỉ số đô la Index, phản ánh sức mạnh của đồng đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, đã trượt dần về gần mốc 100 điểm, từ mức 104 điểm ở thời điểm cuối tháng 7. Các chuyên gia của ngân hàng Barclays cho rằng các đồng tiền châu Á sẽ tiếp tục tăng giá trong quý 4 năm nay, song xu hướng đó có thể đảo ngược trong nửa đầu năm 2025. Nhà kinh tế Ryota Abe thuộc ngân hàng Sumimoto Mitsui Banking Corp cũng nhận định rằng quan điểm của thị trường về việc Fed tiếp tục mạnh tay nới lỏng chính sách trong thời gian còn lại của năm nay dường như là sự lạc quan thái quá, và điều này có thể dẫn tới sự điều chỉnh trên thị trường ngoại hối các nền kinh tế mới nổi ở châu Á. Sự thận trọng này được xem là nguyên nhân khiến vị thế đặt cược giá lên vào đồng nhân dân tệ Trung Quốc và đồng đô la Singapore giảm về mức của cách đây một tháng. Tuy nhiên, đặt cược vào sự tăng giá của đồng peso Philippines đạt mức cao nhất 4 năm. Các nhà phân tích tham gia cuộc khảo sát của Reuters cũng tin tưởng vào triển vọng tăng giá của đồng rupee Indonesia. Đây là lần khảo sát thứ tư liên tiếp cho thấy kết quả khả quan về rupee, chuỗi dài nhất kể từ tháng 5 năm 2023. Ngoài xu hướng dòng vốn chảy vào các thị trường mới nổi, sự tăng giá của rupee còn đến từ các yếu tố kinh tế vĩ mô tích cực của Indonesia. Đồng rupee đã leo dốc hơn 6% từ tháng 7 đến nay, và ngay cả khi Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) bất ngờ hạ lãi suất trước Fed hôm 18 tháng 9 vừa qua để hỗ trợ tăng trưởng, xu hướng tăng của đồng tiền này được dự báo sẽ duy trì. Các nhà phân tích của Barclays cho rằng tổng lượng giảm lãi suất của BI so với của Fed sẽ ngang bằng hoặc ít hơn một chút, và điều này sẽ không khiến đồng rupee giảm sức hấp dẫn đối với thị trường, xét ở góc độ chênh lệch lãi suất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!